tại bên bình than, vương hầu khắp chốn họp bàn Việt quân hoài văn. Chẳng thể đến gần nhưng lo việc nước liều thân sông vào, cùng quân thanh dịch ồn ào, quan gia mời hỏi cớ sao to tường toàn tâu trước cho muôn đường, muôn đường mất nước lẽ thường chẳng hay. Trong nền văn hóa Việt Nam lá cờ thêu sáu chữ vàng phá cương địch báo hoàng ân. Anh hùng tuổi nhỏ chi cao trong tay vô ý bóp nát qua cảm tấm gương con trẻ nước Nam lòng bao quát đập tan giặc thù. Mm-hmm.